Kỹ thuật thứ tư để chúng ta thể tính giới hạn đấy là đổi biến số để đưa về các dạng đơn giản hơn. Đối với một cái tích phân là lim của f của phi x, khi x tính x0 và nó là một cái hàm f của phi x, nó là một cái hàm hợp và nó sẽ có chứa các thành phần phức tạp ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đơn giản hóa nó bằng cách chúng ta đặt t bằng phi x. Và khi mà đặt t bằng phi x thì chúng ta phải đổi đổi cái quá trình. Lúc này khi mà x tiến x0 ấy thì suy ra được là t nó sẽ tiến đến cái phi 0, phi của x0. Và phi 0 lúc này chúng ta đặt nó bằng t0. Như vậy thì việc chúng ta đặt t thì chúng ta sẽ biến cái giới hạn về cái dạng đơn giản hơn là nó sẽ l nó sẽ bằng lim của x tiến đến x0 và của tôi xong.